Với quyết tâm không để tái diễn việc lấn chiếm vỉa hè làm nơi buôn bán, không đặt để biển hiệu quảng cáo cản trở lối dành cho người đi bộ, thời gian qua, quận Cẩm Lệ đã thường xuyên tổ chức các đợt ra quân, lập lại trật tự vỉa hè, lòng đường nhằm xây dựng nếp sống văn hóa văn minh, bảo đảm an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn. Ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV. Sau khi dịch COVID-19 lắng xuống, tình trạng các hộ kinh doanh buôn bán nhỏ lẻ lấn chiếm vỉa hè ngày càng phổ biến. Đây là thực trạng không chỉ diễn ra trên địa bàn quận Cẩm Lệ, mà ở nhiều khu vực trên địa bàn thành phố. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị lấn chiếm hành lang dành cho người đi bộ, mà còn ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông. Mặc dù các lực lượng chuyên trách về trật tự vỉa hè thường xuyên nhắc nhở người kinh doanh buôn bán chấp hành nghiêm quy định, nhưng khi không có lực lượng chức năng, thì đâu lại vào đấy. Qua mấy ngày đầu thì khi mà làm thì người họ vi phạm rất là nhiều. Và sau khi mà làm cái tuần đầu tiên thì khi mà xử lý nhiều thì người dân chấp hành thấy là cũng ổn. Nhưng mà xong mà khi mà không có lực lượng chức năng thì người ta sẽ lại tái phạm lại. Cho nên là trong cái thời gian này là chúng tôi làm là sẽ cố gắng duy trì để cho người dân là họ cảm nhận được và phải chấp hành tốt về cái pháp luật về cái trật tự vỉa hè hơn. Đội kiểm tra quy tắc đô thị quận cũng đã thường xuyên phối hợp với công an quận và tổ quy tắc các phường tổ chức các đợt ra quân trên các tuyến đường vào thời gian trong và ngoài giờ hành chính, xử lý nghiêm các hộ dân không chấp hành tái lấn chiếm lòng đường, đồng thời giao cho các hội đoàn thể tuyên truyền vận động người dân tìm nơi buôn bán phù hợp, đảm bảo mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao thông. Để mà khắc phục cái lỗi này thì mặt trận các hội đoàn thể phải vào cuộc tuyên truyền ở đây, nâng cao cái tuyên truyền và tuyên truyền đến khi người dân, đến khi một mức độ mà những người dân trên địa bàn của phường Phú Trung á thì chúng ta tuyên truyền để họ đưa vào bên trong nhà hoặc là có những giải pháp để họ đăng ký kinh doanh. Còn đối với những hộ ngồi địa phương là lập danh sách và yêu cầu họ rời khỏi địa phương. Bên cạnh việc tuyên truyền vận động, nhắc nhở, xử lý thường xuyên của các đơn vị chức năng, công tác giới thiệu, tạo việc làm, chuyển đổi nghề cho người lao động của chính quyền địa phương cần phải được chú trọng, qua đó tự giác chấp hành, không tái lấn chiếm vỉa hè lòng đường, góp phần xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị trên địa bàn quận.